mọi người quay trở lại kênh YouTube của Alpha Computer. Nhắc đến laptop gaming thế nhưng lại phải mỏng nhẹ. Trong đầu mình mặc định luôn lúc nào cũng sẽ là Asus dòng Zephyrus. Dẫn đầu xu hướng laptop gaming mỏng nhẹ, hầu hết các sản phẩm của Asus ROG Zephyrus đều nhẹ hơn so với các máy gaming khác có cùng cấu hình. Chính vì nhờ sự gọn nhẹ này mà các game thủ có thể đem máy theo bên mình bất cứ đâu mà không hề gặp bất tiện. Trước mặt mình đây thì đang là Asus Zephyrus G14 phiên bản năm 2022 mới nhất với mức giá lên đến là gần 50 triệu đồng. Thì đây sẽ là một mẫu laptop đa năng dành cho cả gamer lẫn cả content creator. Và năm nay thì đã có cải tiến về thiết kế. Nếu như ai là fan của đội đỏ thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua em này nhé. Mặt lưng thì luôn là điểm nổi bật của Zephyrus G14. Rất gây ấn tượng với người dùng. Vẫn là kiểu thiết kế chia làm hai phần và sẽ có hai phiên bản. Một là phiên bản có Anime Magic mình đang có ở đây và nặng 1,7 kg. Hai thì sẽ là phiên bản thường với cân nặng là 1,6 kg. Với Anime Magic thì các bạn sẽ cài đặt được các chế độ đã được tích hợp sẵn ở ứng dụng tên gọi là Armory Crate ở trên máy chỉ với một nút ấn. Và ở đây thì có thể cho hiện bất cứ thứ gì mà các bạn muốn, từ logo này, dòng chữ này, hình ảnh này, giờ, nhiệt độ hoặc thậm chí là nháy cả theo điệu nhạc luôn. Khác với phiên bản năm ngoái thì năm nay phần nắp máy thiết kế Anime Magic này được Asus mở rộng diện tích bề mặt hơn với 14.969 lỗ được cắt CNC tỉ mỉ chính xác, 1.449 bóng đèn LED mini, thế nên sẽ hiển thị được nhiều hình ảnh hơn này, to hơn này. Tổng thể hoàn thiện thì cực kỳ chắc chắn với chất liệu ở đây là hợp kim nhôm magie. Hiện tượng flex gần như là không có, mặc dù khung máy mỏng chỉ có là 17,9mm. Thêm vào đó thì sẽ là lớp sơn phủ bên ngoài bề mặt, vừa hạn chế được xước máy, vừa hạn chế được bụi bẩn bám lại. Xung quanh máy thì chúng ta sẽ có là tổng cộng 4 khe thoát gió tản nhiệt để thổi gió nóng ra ngoài. Bên dưới khu vực hút gió cũng được bố trí rất là nhiều khe và còn được hỗ trợ bởi bản lề Ecolift, vừa giúp nâng máy lên cao hơn, vừa tăng được khoảng không hút gió vào. Các bạn hoàn toàn có thể mở máy ra bằng một tay và bản lề này mở được ra được là 180 độ. Về tổng thể thiết kế thì dù mang mác laptop gaming thế nhưng mà lại vô cùng mỏng nhẹ như những chiếc laptop Ultrabook, không quá hầm hố nhưng mà cũng không quá văn phòng, rất là phù hợp với những ai làm về các công việc sáng tạo cần các tác vụ đồ họa nặng mà lại còn hay phải di chuyển nhiều. Sở hữu cấu hình hoàn toàn mới với sức mạnh đến từ nhà AMD, từ CPU Ryzen 7 6800HS cho đến đồ họa tích hợp AMD Radeon RX 6700S. Việc chơi các tựa game như là Dota 2, Far Cry 5 hay là Shadow of Tomb Raider hay là các bạn chỉnh sửa ảnh, edit video đều mượt đối với cấu hình này. Điểm đặc biệt nhất ở trong cấu hình của năm nay đó chính là Asus mang công nghệ Musquick lên toàn bộ dòng laptop gaming ROG năm 2022. Đối với các tựa game có tính cạnh tranh cao thì các bạn có thể bật Musquick lên để giảm thiểu độ trễ và đẩy mạnh hiệu năng lên trung bình từ 5 cho đến 10%. Về hệ thống tản nhiệt thì cũng được nâng cấp với công nghệ tản nhiệt thông minh, đó chính là ROG Intelligent Cooling được Asus trang bị trên các dòng laptop gaming của mình. Hai quạt 6 ống dẫn nhiệt và 4 bộ tản nhiệt sẽ giúp mang đến hiệu quả tản nhiệt tăng lên 25% trên các linh kiện bên trong. Ngoài ra thì Zephyrus G14 còn sử dụng một khối tản nhiệt buồng hơi cho cả CPU lẫn GPU kết hợp với cả keo tản nhiệt kim loại lỏng cho khả năng dẫn nhiệt siêu hiệu quả. Khi mà nhiệt độ khi các bạn vừa xem test game khá mát, loanh quanh sẽ chỉ khoảng là 70 độ C. Phần nhiệt độ bề mặt cũng ổn, sẽ đạt khoảng là 40 độ C khi mà cho máy hoạt động hết công suất. Về màn hình siêu đẹp 14 inch. Màn hình năm nay thì được Asus thiết kế gần như là không viền với tỷ lệ màn hình trên thân máy lên tới 91% cùng màn hình tỷ lệ vàng, tiêu chuẩn thiết kế 1060. Đạt chuẩn màn hình ROG Nebula với các tiêu chí như là độ phân giải 2K này, tần số quét 120Hz, 100% DCI-B3, có chứng nhận Pantone về độ chuẩn màu sắc này, độ sáng lên tới 500 nit với tốc độ phản hồi là 3ms. Thì ở đây chúng ta sẽ có là máy full combo AMD thì đương nhiên màn hình sẽ có hỗ trợ AMD FreeSync. Tần số quét của màn hình thì sẽ đồng bộ với tốc độ xuất hình của GPU, thế nên là hiện tượng giật hình, xé hình gần như là các bạn sẽ không gặp phải. Ngay bên dưới thì sẽ là khu vực bàn phím với layout vô cùng quen thuộc, không có cụm phím số, phím thì cho độ nảy tốt, hành trình phím sâu. Đặc biệt thì bàn phím còn trang bị các phím chuyên dụng như là tăng giảm âm lượng này, tắt tiếng của micro và phần mềm ROG Armory Crate để các bạn có thể thao tác rất là dễ dàng. Phần touchpad thì không quá lớn nhưng mà cho cảm giác gì rất là mượt, tracking tốt và chất lượng build ở mức ổn, phù hợp để có thể dùng thay thế chuột. Thêm vào đó thì để kích hoạt máy nhanh hơn và tăng tính bảo mật thì G14 tích hợp cảm biến vân tay ngay ở phía nút nguồn. Cổng kết nối trên phiên bản 14 inch này cũng cực kỳ đầy đủ. Bên trái thì các bạn sẽ có cổng nguồn, jack audio combo, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C
hỗ trợ là DisplayPort và cả Power Delivery sẽ có thể sạc nhanh cho máy. Bên cạnh phải thì sẽ là hai cổng USB Type-A và một cổng USB Type-C. Tổng kết lại, với một chiếc máy 14 inch siêu mỏng nhẹ thì những gì mà Asus cũng như là AMD mang lại đều xứng đáng từng đồng mà các bạn bỏ ra. Thì đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.